Xin chào mọi người nhé. Hôm nay sẽ đưa mọi người đi khảo sát cái tuyến gọi là tuyến Zipon. Ở đây là khảo sát để phục vụ cho cái nhu cầu kinh doanh năm 2023. Ví dụ ở đây là những cái khu này là khu mà nó không, mà chưa có hạ tầng của Viettel, thì sẽ phải đi khảo sát để đưa ra các phương án. À, đây nó có cái cột Viettel này. Đây có cái cột của Viettel. Mình sẽ đặt một cái hộp ở đây. Ở khu này cũng nhiều dân. Mục đích của cái việc mà đi khảo sát Zipon này là có hai vấn đề này. Thứ nhất là cái nhu cầu của khách hàng là có sẵn. Mình chưa đặt được cái tủ hộp cáp. Cái thứ hai, những cái hạ tầng mà đợt trước mà nó đã full, nó không còn hạ tầng nữa, thì mình sẽ đi khảo sát. Đây, khảo sát tiếp này. Đây, mình sẽ đặt một cái hộp đây này. Vị trí đây. Giữ vào. Đâu nhỉ? Đây, kích vào đây. Đây, cột này là cột Viettel này. Cột vuông 7 mét. Phía trước trụ 8, cái đường 100 mét. Trụ cáp Viettel, cách chạm 100 mét. Đây, nó có cả trụ ảnh này. Đấy. Sau khi anh em đã cập nhật được thì nó sẽ ghim cho anh em một cái tủ này. Đấy. Bây giờ anh em đi tiếp nhé. Ở đây là đặt một cái tủ ở đây rồi. Cái con chạm này trước đây 100 mét. Ở trong này có khoảng độ 10 hộ dân. 10 hộ dân nhưng mà chưa có một cái tủ hộp cáp nào. Bởi vì cái đợt trước là không có, bởi vì đợt trước ở đây ấy là không có đường cột điện, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là cái không thể đặt được cái tủ hộp cáp. Tuy nhiên ở đây tôi đặt đấy, bởi vì ở trong này có rất nhiều khách hàng là có nhu cầu anh em nhé, có rất nhiều khách hàng có nhu cầu lắp mạng, nhưng mà anh em chúng tôi ấy không thể triển khai được cho khách hàng. Cho nên hôm nay tôi sẽ đặt một cái tủ cáp vừa lúc nãy để khách hàng có thể lắp được cái mạng Viettel. Cho nên những anh em nào mà có nhu cầu lắp đặt nhá, những cái điểm mà anh em mà chưa có hệ thống cái đường mạng lưới của cái Viettel ấy, thì anh em liên hệ với anh em chúng tôi để có thể đưa ra cái phương án khảo sát cái tuyến Zipon. Đây, chúng ta sẽ đặt một hộp ở đây. Ở cái của cái xã này ấy, thì tôi sẽ lên khoảng độ tầm 20 hộp nữa để đảm bảo được cái nhu cầu kinh doanh. Đợt trước ở đây cách đây 3 năm ấy, thì tôi lên ở đây là 30 hộp cáp. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh ấy thì có một số những cái tủ hộp cáp nó đã nhiều rồi, nó đã đầy khách hàng rồi, với những cái vị trí cũng chưa có cái tủ hộp cáp, cho nên bây giờ sẽ đi đặt thêm. Ở góc bên này thì thôi, góc bên này thì chưa sử dụng hết.
trên trên ngọn đồi này tôi sẽ đặt một tủ. À tôi sẽ đặt tủ này đi. À tôi đặt trên ngọn đồi này đi. Đây là cột điện lực này. Điện lực này. Cách đường 50 mét. Tủ cáp trên đồi. Đây nhá nhá. Đây tủ cáp trên đồi. Bởi vì sao lại phải đặt ở trên đồi? Nói vậy. Tủ cáp đặt ở cái vị trí ở trên đồi này là khu này là nó có hạ tầng rồi, nhưng mà cái trong quá trình mà thi công ấy nó rất vất vả cho anh em. Thứ nhất là nó băng đường này, cái thứ hai nó lại lên đồi này, xong xuống đồi này, xong lên đồi này, xuống đồi đó. Thì tôi sẽ đặt một cái tủ cáp ở đấy để thi công cho nó thuận lợi. Anh xem là thi khảo sát từng xóm một hay là khảo sát theo ấy, theo trạm. Anh ơi, hôm trước cái khảo sát Zipon đấy thì khảo sát từng xóm hay là khảo sát theo trạm? Phải đẩy á? Phải đẩy anh forward lại cho em với. À rồi rồi. Ừ rồi rồi. Khảo sát mở rộng hay là khảo sát đấy? Đây là khảo sát mở rộng à? Rồi. Khảo sát toàn tuyến luôn nhỉ? Rồi rồi, đây để em ngó xem ạ. Rồi. Đây là khảo sát mở rộng anh em nhé. Xem qua đã. Khảo sát toàn tuyến thì nó cũng hơi khó, bởi vì bây giờ lên một trạm như này cũng rất là khó. Chắc khảo sát theo để mở rộng thôi.
đây. Cụm nằm đây. Cái tủ ở bên kia anh em thấy không? Đợt trước là nó có một tủ ở đấy, nhưng mà nó bị bốc bộ chia rồi. Cái thứ hai nữa là cái sợi đấy, sợi cáp đấy, nó cũng bị lỗi rồi. Bây giờ không sử dụng được nữa. Mở cái file lúc nãy ra nữa. Để xem mình có những cái nào. Cụm 5 này. Tân Giang sống. Anh ơi, tí nữa anh gửi giúp em xem ở con 398 của em khảo sát những xóm nào với. Máy của em không đọc được cái file đấy. Vâng. Vui lòng ấn kết thúc khảo sát hiện thực. Đóng hết đi đã. Đây, vị trí mình ở đây. Điện lực này, tủ 8, cây đường 100m, tủ cáp sữa ruộng. Chụp ảnh ạ. Rồi nhau ạ, những cái vị trí mà cần thiết để đặt cái tủ hộp cáp. Cái đợt trước lên hạ tầng thì nó rất khó để mình rà soát hết được những cái vị trí nào cần đấy. Đợt này mở rộng như này thì anh em nắm được cái địa hình rồi, nắm được cái số lượng thuê bao triển khai rồi, mình thì rất dễ để đặt cái tủ cáp. Vị trí nào mà dân ít ấy, thì tôi ít đặt lắm, tôi không hay đặt mấy. Ví dụ ở góc bên kia, góc bên kia có 3-4 nhà thì thôi kéo thẳng trực tiếp luôn.
khu này thì cũng không cần nữa anh ạ. Ở khu này nó cũng đoạn này nó cũng hết rồi nhỉ. Đoạn này nó cũng hết. Nhưng mà nó là bị hết cổng rồi anh em nhé. Đây đang chạy 4 dây ở trên này, tức là 4 nhà. Thì mình sẽ đặt cái cột này để giảm thiểu cho cái tủ bên kia. Đây mình sẽ đặt một tủ ở đây. Trời giữa ruộng rồi. Đấy. Thêm D3 cột vuông tủ 8 này. Cách đường 150m. Ghi chú cột ngay cổng ủy ban cũ. Chụp ảnh. Tạo. Trong kia thì đặt ở đâu đây? Vị trí nó cũng khó đặt hết nhỉ.